chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Công giáo Yêu Thương. Hiện tại hôm nay Thủy đang có mặt tại Thánh đường Thánh Tâm Giáo xứ Cao Mại thuộc giáo phận Thái Bình. Hôm nay Thủy rất vinh dự được về đây gửi tới cho tất cả quý vị những hình ảnh trong tuần chầu lượt của giáo xứ Đền Thánh Thánh Tâm Cao Mại. Rất mong quý vị cùng đón xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trương Hoa gửi giáo họ đại sứ và sau đây mời giáo họ Cao Đường